Chào Hoàng Tướng Binh, điều gì đã giúp cho bạn thành công đến ngày hôm nay? Luôn chờ đợi và theo đuổi đam mê dù gặp bất cứ trở ngại nào. Vâng, cảm ơn bạn. Qua cuộc trò chuyện này, ta hiểu Tướng Binh đã vượt qua trở ngại như thế nào. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời ngày hôm nay, Hoàng Tướng Binh. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời dưới đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Thành thực hiện với sự tài trợ của chủ nhà hàng ẩm thực Trần. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Khoảnh khắc cuộc đời đêm hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ được trò chuyện với một nhân vật hết sức đặc biệt, bởi vì công việc của anh gọi là một người đa năng, là một ca sĩ, nhạc sĩ, một đạo diễn. Anh đã làm được cái việc đó như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với Hoàng Tướng Binh. Xin chào Hoàng Tướng Binh. Dạ chào thầy Quang cùng với tất cả khán giả trường quay của chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Chào Tướng Binh, như tôi đã nói, cái câu chuyện của bạn khá là thú vị đấy. Vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là đạo diễn, ba cái công việc. Tất nhiên công việc nào cũng là công việc của nghệ thuật, thì cái này nó hỗ trợ với nhau, nó đang xen vào nhau, nó giúp đỡ nhau và nó hình thành đây tâm hồn của một nghệ sĩ Hoàng Tướng Binh. Như cái câu chuyện của anh nó bắt đầu từ cái chỗ này. Đầu tiên anh muốn làm ca sĩ, nhưng mà cha mẹ thì muốn làm diễn viên, rồi anh đi học diễn viên, rồi anh đi học đạo diễn, rồi cuối cùng anh làm ca sĩ. Anh giải thích về cái sự lòng vòng này nó như thế nào vậy? Đối với con trong cuộc sống thì cần được sự quan tâm của cha mẹ. Con đam mê ca hát từ lúc bé nhỏ, là từ lúc 8 tuổi là đã biết đi hát rồi. Khi đứng lên học hết lớp 12 á, thì ba mẹ bắt chọn vào con đường diễn viên, theo diễn viên điện ảnh. Thì thầy cũng là một trong nghệ thuật, nhưng mà cái năng khiếu mình thì diễn viên chưa hoàn thành tốt lắm. Tại sao ba mẹ lại muốn mình đi làm diễn viên vậy? Con nhớ là một cái thời đó là trong một đài truyền hình của HTV là TFS có một cái bộ phim đó là Vòng xoáy tình yêu. Gia đình con là cực kỳ mê cái bộ phim đó luôn. Muốn con sau này sẽ là thành một diễn viên, những người trong phim đó. Khi mà con lớn lên thì con muốn theo con được hát, buộc mỗi khi là ba mẹ con không có cho thì bắt buộc con phải theo đường diễn viên. Khi học hết lớp 12 á, con được tốt nghiệp trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Sau khi mà tốt nghiệp con phải thi vào trường để mà đậu. Cơ may thì con được đậu. Khi mà vô rồi thì bắt đầu là được thầy cô nhận. Đó thì cái khả năng con là chưa có biết gì về diễn viên cả. Nhưng mà sự đam mê nghệ thuật từ một ca sĩ hồi nhỏ thì con đã thể hiện được cái năng khiếu của mình. Khi mà một người diễn viên thì đưa ra thì con cảm thấy gia đình bắt buộc học thì thôi giờ mình cũng phải cố gắng học. Thì sau khi tương lai học xong thì con muốn trở thành ca sĩ. Thế thì cái khó khăn nhất để cho bạn xác định được cái công việc vừa làm ca nhạc sĩ vừa là đạo diễn mà từ bỏ cái thế giới mà ba mẹ mình mong ước, cái khó khăn nhất đó là gì? Khó khăn của con là trốn đi hát. Lúc đó là con học hết lớp 12. Mà trước lớp 12 đó, giữa năm lớp 11 con đã có một cái niềm đam mê đi hát, là tập thành đi hát rồi. Vừa đi hát mà vừa đi làm. Mà đi hát thì không phải là những show mà hội chợ hay là những show của anh chị em nghệ sĩ bây giờ, mà show đó là show giống như cầm loa kiểu kéo đi hát thôi. Ai kêu mình đi, ví dụ như mấy anh nhậu biết số điện thoại thì mời tới hát thôi, thì hát thì họ cho trả 50 hay là 20 ngàn một bài vậy đó. Thế thì học diễn viên rồi học đạo diễn, nhưng mà hình như là trong cái lý lịch trích ngang của bạn là chưa hề học thanh nhạc, thì kiến thức nền nào, cơ sở nào để bạn viết nhạc? Đó là một cơ duyên thôi, tại vì tự động cái năng khiếu trưởng thành. Chứ là thực sự là về thanh nhạc, viết nhạc, xướng ký âm, phối nhạc thì hoàn toàn là con không biết gì đúng hết rồi. Nhưng mà con tự tìm tòi trên YouTube cũng như học hỏi những kinh nghiệm của anh chị em chia sẻ nhau. Thì khi mà con được viết một cái bài hát đó thì con phải đem cái bài hát đó gửi cho anh em bạn bè của con xem là hợp lý chưa, hợp tình chưa. Nếu được con bắt đầu là xuất hành phối. Khi phối thì con phải ký âm, con phải tự tìm tòi học trên mạng. Tức là cái công đoạn đầu tiên bạn chỉ viết lời thôi. Những cái làn điệu dân ca đó đôi khi nó cũng dễ cho chúng ta viết lời, đúng không? Sau đó khi mà bạn bè nó đồng ý chấp nhận cái bài này, lúc giờ mình mới ký sư âm để chúng ta mới phối nhạc. Dạ, đúng không? Khi mới viết một bài dân ca về Bolero, con cảm nghiệm được. Ví dụ như con đang đi về một cái Long An, Tiền Giang, thì con nhìn cảnh đồng quê đó và con nhìn được cái nhân vật và tưởng tượng được mỗi hoàn cảnh như thế nào, thì con viết lại cái câu chuyện đó thành một bài hát. Nếu mà tất cả mọi người mà ai yêu mến Tình Nghĩa Bồ Thê đều biết tới con là vì viết được cái bài hát Tình Nghĩa Bồ Thê đó theo một cái câu chuyện của một người bạn thân của con bị vợ bỏ, một mình gà trống nuôi con, kể lại câu chuyện con nghe. Con nghĩ là chưa viết được đâu, thì tình cờ tự nhiên giọng nhậu về cái tới 3 giờ sáng, mình còn thức, mình còn tỉnh táo nữa, cái mình viết được một cái bài. Sáng ngày hôm sau là đặt bài hát là Tình Nghĩa Phu Thê, trong vòng từ 3 giờ sáng mà tới 5 giờ sáng, tới 8 giờ sáng đặt được ca khúc Tình Nghĩa Phu Thê. Chúc mừng với một cái sự lao động sáng tạo và hết sức là tích cực và hay đấy. Những cái việc học diễn viên, học đạo diễn, học MC, tất cả những cái điều đó nó hình thành để cái tâm hồn của mình. Cho nên bạn vừa kể cái câu chuyện là người bạn bị vợ bỏ và nó trở thành một bài hát Tình Nghĩa Phu Thê được người công chúng người ta đón nhận. Rõ ràng là cái cảm xúc của mình, nhưng cái cảm xúc đó nó phải trên nền tảng của một cái kiến thức. Mà cái kiến thức như bạn nói hồi nãy mà tôi rất tâm đắc là gì? Mọi điều chúng ta tự học. Bạn là người được kỷ lục Việt Nam đúng không? Về vấn đề gì? Kỷ lục Việt Nam là vào tháng 4 năm 2021, con được cái giải nhạc sĩ sáng tác hơn 300 ca khúc trong vòng 4 tháng. Năm nay con lại tiếp tục nhận được một bằng nữa, đó là kỷ lục quốc
tế toàn cầu, là người Việt Nam sáng tác hơn 300 ca khúc trong vòng 4 tháng và tổng thời gian ngắn nhất 15 phút một bài. Một cái câu chuyện hết sức là thú vị. Tôi cũng đã từng quen với cái rất nhiều nhạc sĩ, rất nhiều những người cũng có là thành danh, nhưng họ viết một bài đôi khi cả mấy tháng. Bạn đã làm 300 ca khúc trong vòng 4 tháng và 15 phút một tác phẩm. Chúc mừng cái kỷ lục này, khó có thể phá vỡ được. Cái yếu tố nào mà làm cho bạn có thể sáng tác nhanh đến như vậy? Cảm xúc thì con đặt tả được và con thấu hiểu được cái nhân vật đó. Thì khi đặt vào tâm trạng của mình, bắt đầu là con viết ra một cái bài hát. Ví dụ như ngồi một sân trường này thì con sẽ nhớ là cái bài Tuổi Học Trò. Con sẽ viết lại ca khúc nói về tuổi học trò bằng giai điệu khác của mình, ca từ của mình. Nếu mà tổng thời gian 15 phút một bài là một tác phẩm thì con viết một tác phẩm gồm là ca từ, và sau khi ca từ đó viết xong, con sẽ gọt lại hoàn chỉnh một cái bài hát rồi bắt đầu con ký âm. Ký âm trong vòng 5 phút nữa là coi như là 15 đến 25 phút con sẽ có một bài hát. Một cái kỷ lục đúng là đáng tự hào cho chính bạn. Kỷ lục của một người không được học nhiều về âm nhạc. Có nghĩa học ở đời, ta lăn lộn trong cuộc đời này là ta học rất nhiều, và cái đó chính là đề tài. Chứ làm gì mình không có đề tài sao mình viết 300 ca khúc, là phải 300 đề tài khác nhau, 300 cái giai điệu khác nhau, đâu có sự trùng lặp được. Như vậy là giai điệu, ca từ, đề tài, tất cả đều mới. Như vậy nó phải có một cái quá trình. Thì cái khả năng tích lũy của bạn ở đâu ra? Cái đó là một cái cơ duyên, có nghĩa cái năng khiếu mình thôi thầy. Nếu mà con làm được cái bài hát đó thì người nào cũng làm được hết. Nhưng mà đối với con, khi mà sáng tác một cái bài hát đó thì con cái cảm niệm và cái niệm như là một cái cảm xúc tích lũy lại. Và khi một ca từ giai điệu khác nhau, con đều biến đổi khúc này con chim cái kia vô, khúc kia con chim cái nọ vô thành một bài hát. Và trong cái 300 ca khúc đó con sáng tác dân ca thì về quê hương cũng có, về cha về mẹ cũng có, kể cả về Phật giáo và tôn giáo cũng có. Tôi nghe nói rằng là bạn đã từng làm đạo diễn những cái phim này, Ngôi Nhà Ma Ám, Đồng Hoang, Có Phải Yêu, rồi diễn viên là Tường Vi, Cánh Mỏng, Con Ông Hay Lúa, Tấm Gương Bị Lỗi. Như vậy là một cái thành tích rất là dài về cái công việc đạo diễn và diễn viên. Tôi lại làm lại các câu hỏi này: nghề diễn viên, nghề ca sĩ đôi khi có thể là chúng ta tự học được, nhưng nghề đạo diễn là một nghề tổng hợp, nó phải điều hành tất cả những cái đường dây từ quay phim, biên kịch, biên tập, dựng phim, hậu kỳ. Nếu mà làm đạo diễn thì nó rất là nhiều cái yếu tố. Thế thì những cái điều đó là bạn tích lũy từ đâu? Cũng là học trên mạng luôn. Tất cả mọi thứ thì con là đều từ một cái năng khiếu mình đi ra, chứ không phải là học một cái trường lớp nào cả. Khi học lớp đại học xong á thì con có học một cái lớp dạy nghề dành cho khuyết tật. Hồi xưa thì con cũng chưa có tiền nhiều, nhà gia đình cũng khó khăn nên là không có một cái kinh phí nào. Đó thì con học trên mạng rồi cũng hỏi mấy anh em, cũng hỏi chú Hồ Ngọc Sâm. Lúc đó thì phim Con Ông Hay Lúa của chú Hồ Ngọc Sâm làm đạo diễn thì con có một vai quần chúng nhỏ thôi, chứ không phải là gọi là lớn. Lúc đó con vô cái vai đó là vai bé nhỏ nhỏ trong một cái tánh đồng quê quay ở quận 12. Đó thì con có thấy những cái cảnh bay quay rồi những cái cảnh của chú Sâm làm thì con cũng có học hỏi từng cơ. Có mấy anh chị cũng giấu nghề thì cũng không chỉ lắm, là con tự tìm tòi mà học thôi. Thì con gành về dựng phim hậu kỳ, biên tập cũng như là đạo diễn, tất cả mọi thứ. Trong khi học lớp diễn viên đề án đưa ra đó, con cũng có hình dung được vai trò của một người đạo diễn như thế nào. Lúc đó học 4 năm đại học xong, con có nâng cao lên 3 năm lớp đạo diễn dành cho MV hay là những chương trình nhỏ thôi. Bạn cho rằng là bạn không có thành công, nhưng với cái tư cách là người trao đổi chuyện của bạn hôm nay, tôi cho là nó một sự thành công, và thậm chí một thành công lớn, một sự bứt phá. Mà bạn cho rằng bạn chưa phải là thành công, bạn thực hiện vì đam mê thôi. Như vậy cái điều gì mà để bạn làm được, thực hiện được cái đam mê của mình? Sự nhiệt huyết và sự yêu nghề, cũng như là quyết tâm làm sao mà theo đuổi một cái niềm đam mê của mình để mà không có hối cải sau này. Tại vì con thực sự là khi một làm một cái người nghệ sĩ thì con phải luôn giữ đó là tâm, tài, đức và tính. Tâm, tài, đức và tính. Đúng rồi, làm gì phải có tâm, mà muốn làm được công việc là phải có tài, mà muốn thực hiện được cái tài, đưa cái tài đó đến với cuộc đời là phải có đức. Đức là phải nuôi dưỡng tính cách của con người. Tâm, tài, đức, tính, hay. Đó là một sự hỗ trợ, hỗ tương cho nhau, bốn cái tính cách đẹp của con người để nó chứng tỏ là một người cao thượng, một người sống vì người khác. Thế thì trong những cái việc mà bạn đã làm, từ 300 bài hát trong vòng 4 tháng, từ cái kỷ lục Việt Nam công nhận, từ những cái công việc vai diễn bạn đã làm, từ cái đạo diễn bạn đã thực hiện, theo bạn thành công nhất là cái gì? Thành công nhất của con đó chính là nhạc sĩ. Và hiện nay thì cái dòng nhạc của mình được người ta ưa chuộng nhất là ai? Hiện tại đối tượng mà thế loại mà mọi người ưa chuộng cũng như là thích những bài hát của con đó là dòng nhạc dân ca. Bolero dân ca cũng là cái dòng nhạc ở những người mà họ sống một cuộc sống bình thường, họ thích nghe lắm, đúng không? Dạ, nhất là buổi chiều mà ngồi nghe cái làn điệu dân ca nhẹ nhàng, họ đi qua chiếc cầu khỉ rồi qua một cái hồ có nuôi cá, nghe cái làn điệu dân ca cảm thấy cái cuộc sống ở thôn quê nó thi vị biết bao nhiêu. Và cái đời sống thành phố cũng vậy, trong cái sự xô bồ của đời sống thành phố, sự hối hả của người thì ta lắng lòng lại để nghe một cái làn điệu dân ca, đúng là cái điều hay. Cho nên tôi hỏi bạn về thôi, cái đối tượng này thì nó vô chừng, ai cũng có thể thưởng thức khi họ thả cái tâm hồn mình vào.
trong cái thế giới âm nhạc. Thế thì cái dự định tương lai của bạn là gì? Dự định tương lai của con là cuối năm 2023 thì con sẽ tổ chức một buổi họp báo cũng như là buổi giới thiệu một cái live show dấu ấn của con, ghi nhận được dấu ấn mà con đạt giải kỷ lục Việt Nam cũng như là quốc tế, thì con sẽ tổ chức một buổi họp báo để giới thiệu những sản phẩm, những hình ảnh sắp tới đây con phải làm. Tức là cái dự định tương lai là sẽ làm cái điều đó. Còn các công việc sắp tới của mình là mình tiếp tục với cái sự nghiệp diễn viên, tiếp tục với công tác đạo diễn hay là tiếp tục với cái nghề sáng tác của mình? Tức là con đi song song với nhau, đó là ca hát và sáng tác nhạc luôn. Tất cả những cái cảm hứng nó xuất phát từ cái tình cảm của anh, có phải là cái vùng đất sinh ra anh, cái vùng đất mà nó nuôi dưỡng anh để nó có một cái tâm hồn đồng điệu như vậy? Dạ đúng, đó là vùng đất quê của con là ở Trà Vinh. Cái vùng đất mà cái cánh đồng thằng cánh cò bay, tiếng rì rào của một đồng lúa chiều, cái hàng dừa trước ngõ, tất cả những cái kỷ niệm thân yêu của tuổi thơ đấy, nó gắn bó với con người của mình. Và chính cái điều đó, cái mảnh đất nó nuôi ta, nó đã gợi lên cho con cái quê hương của mình. Bên cạnh sáng tác nhạc về quê hương của con không, mà về những quê hương của người khác nữa. Đất nước Việt Nam mình nơi nào không đẹp, và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, khi đi đến thì trăm nhớ ngàn thương. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều, câu chuyện rất là thú vị. Và hôm nay được may mắn làm quen với một kỷ lục gia của Việt Nam, không phải là ai sẽ làm được cái điều này. Vừa là một ca sĩ, vừa là một nhạc sĩ, vừa là một đạo diễn, là một con người, tôi cho rằng ba trong một, quả thật là một người có tài. Và chúc cho cái tài năng của bạn sẽ tiếp tục được phát triển, và bạn sẽ cống hiến cho cái nền nghệ thuật nước nhà nói chung và nền nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng của chúng ta ngày càng phát triển và đáp ứng được cái nguyện vọng được thưởng thức âm nhạc của công chúng, cũng như tất cả những cái điều mà bạn mang đến cho công chúng ở thành phố chúng ta trong thời gian qua. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Những cái câu chuyện rất là thú vị của một kỷ lục gia, của một người làm rất nhiều các công việc, và công việc nào cũng để lại một cái dấu ấn cho đến bây giờ, đó là cái niềm đam mê của bạn. Thế thì trong cái khoảnh khắc này, bạn có đôi điều gì nói với khán giả trong cái chương trình ngày hôm nay? Xin mời bạn. Và trong khoảnh khắc này thì Hoàng Tiến Minh cũng gửi đến tất cả quý khán giả, đó là luôn chờ đợi và làm những điều cố gắng cũng như theo đuổi niềm đam mê dù gặp bất cứ trở ngại nào. Xin cảm ơn Hoàng Tuấn Minh một lần nữa và chúc Minh luôn thành công. Xin đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả đã yêu quý chương trình Khoảnh khắc cuộc đời của chúng tôi vào lúc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ, chương trình xin nói lời tạm biệt quý vị. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.